ép sát rồi vậy luôn nè. Rồi úp đầu luôn. Thịt lúa ép sát là cái con gì ép sát đó nha bạn. Không phải rắn nha bạn. Trớt quá luôn, ép sát luôn các bạn ơi. Qua wow, trời đất. Làm hú hồn. Cái này con cái nha các bạn. Con đi tung mà nó mây các bạn ơi. Thử rồi con ếch. Chà bá nện luôn. Thử nó tung. Nó vô ăn chuột mình các bạn. Thử nó tung. Ếch chân dằn luôn. Để anh bắt ngớt này ra nha bạn. Đây các bạn, trời con ếch. Thứ dữ luôn. Rồi, mình bỏ vô mình đi tiếp nha các bạn. Rồi con ta. Này lúa lên cao nha các bạn. Đây con cái các bạn ơi. Nằm đâu đây kìa. Thấy rồi. Chuột thích quen. Con gì vẫn ăn còng đi. Chuột rã xác. Nó hơi quen. Chuột bèo nhiều quá, lúa không ăn. Xem tí nữa rớt mương luôn. Cái này thầm cực khổ nha các bạn. Dây dính này chứ bò vô trong đây mà không dính nữa. Hết tiền luôn. Nặng hay không? Ê, nặng thiệt. Nặng thiệt ta. Đừng nói lúa đồ không, chết luôn á. Từ rắn hổ bạn ơi, rắn hổ nhỏ. Bò chúng ta trong đầy ném té luôn à. Không dính nữa thì hơi bị xui vậy. Đang đào kia đi. Là chỗ khô ráo mà. Đồ nó ăn lâu nó ỉ ăn đó. Chỗ khô ráo sạch sẽ bắt cho các bạn xem. Con này cũng không có bự các bạn ơi. Khoảng tầm ký cho lại. Nè nó ỉa nè. Sợi chuột xong nó ỉa tè le tét tét. À, con này dở nghẹt.
rắn hổ mà thôi, dở hẹt rồi đây. Con trắng mẹ. Con này bụng trắng rồi. Hô hô. Thấy trên ngon quá mà dưới xám xám. Lấy đầu ra anh bắt nha các bạn. Này quá hùng các bạn ơi. Đây không mình bắt nó lại ra nha các bạn. Anh bắt ra đây. Con này chắc tầm 8-9 lạng. Anh không có đem cái cây chống nha các bạn. Làm luôn. Ra coi. Ra đi. Đi con quê đi tắt đây đây ra đây mà. Dựng cái đầu nó lên thì lạnh. Con này không dữ lắm bạn ơi. Là một tay nữa bạn, một tay quay một tay làm nó cũng hơi lâu lâu các bạn không cảm nha. Ngày nay không có đem đi chân chống lên. Chống lên nó khỏe rồi. Rồi thôi mình bỏ chuột mình đặt lại các bạn. Chỗ này được nè. Chỗ này im lắm. Cái nha các bạn. Quá. Chín quá. Chỗ nào quá nó teo.
chuột chết rồi. Việc lại lung tung trong đây mấy con luôn mà ăn mối hai ba con gì ba con mối nãy giờ bắt hai con nữa nha bạn, mình không quay đây con nó mối chết nè, hai con sống nữa nè, mình lấy mình vô ba con nha bạn, nãy mình bắt hai con nó mối đây nè. Hay nó mối dừng ếch đó. Đó, ếch sung ghê chứ. Rồi, mình bắt hai rắn mối ra nữa là bốn rắn mối các bạn. Ghê không? Hai anh đây, hai anh mấy cái nồng ở đây cũng ít người nha các bạn, đi sáng giờ không thấy ngừ nữa, có khi đi nguyên ngày không có một bóng ngừ nha các bạn. Nó nghịch cái mùa rải phân đồ của người ta đó, tại trồng lúa người ta rải phân theo cái ngày đó, qua mấy ngày đó là cánh đồng không ai nha các bạn, chỉ có ai đi thăm bẫy rắn thì có rồi. Nhưng mình đi cũng mấy bữa nay cũng chưa gặp ai, kiểu như trong rừng ra. Đâu đây cái mất tiêu rồi, để mình kiếm cái này nha bạn. Bẫy nằm dưới đây nha các bạn, chục thịt queo. Chục chết ra. Cái trong đây nha các bạn. Ú, trong đây nè. Con cái. Mấy cái mà lội sâu trong này mà không dính cái là buồn lắm á. Buồn xo luôn. Rồi, nghe hỏng luôn. Nhẹ như chưa từng được nhẹ. Đây con cái nè. Cái này là lâu thiệt lâu rồi, có dính hai lần được hai hũ đất cái im luôn rồi. Dạo này là im luôn. Rồi còn chuột luôn. Mới thấy chuột xuất hiện đây, phải không ta? Bên coi dưới đây rồi. Wow. Thôi, lại hai cái bọc rồi. Thằng chuột còn à, trời ơi, đường nào ăn rắn vô, bích chịch hết trơn. Vệ sinh cái lồng đó nha các bạn. Này có rắn gặp nó cũng không biết đường nào vô nữa, sợ. Thêm con rắn mối nữa mà. Nay là ngày rắn mối gì, năm con rắn mối sống rồi nha, mấy con rắn mối chết nữa. Nói rắn mối này ăn cũng ngon lắm nha các bạn, nướng cũng thơm. Nó ra mình hai chuột mình rút nha bạn. Điểm này điểm thứ hai trong ngày hôm nay rồi, nước cũng cạn rồi nha các bạn. Chắc mình dài. Mai rồi mai đi tiếp nha.
này đó, ông hũ đất nè, với ông ớt chứ, năm ông rắn mối này. Đủ tiền chuột với tiền xăng nè, hổ giá quá bạn. Bỏ vô này. Rồi con ếch được, ếch khủng năm rắn mối các bạn, giờ bắt rắn mối ra luôn. Rồi mình cũng xin phép mình kết thúc video đây, chúc các bạn xem video vui vẻ. Nếu thấy hay thì nhớ like và chia sẻ giúp mình nha. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào cái video tiếp theo của mình.